Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA và Viện Khí tượng và Hải dương Quốc gia Mỹ ngày hôm nay 17 tháng 1 đã công bố rằng 2014 là năm nóng nhất trong lịch sử, và theo đó thì nhiệt độ trung bình của trái đất trong năm 2014 đã tăng 0,69 độ C lên mức 14,58 độ C, cao hơn 1,24 độ C so với nhiệt độ trung bình của trái đất trong thế kỷ 20. Như vậy là nếu như con người chúng ta không có những động thái cụ thể thì hậu quả về biến đổi khí hậu sẽ còn rất khủng khiếp và sẽ khó có thể khắc phục được. Điều đáng lo ngại là 2014 trở thành một năm nóng kỷ lục, mặc dù trong năm nay không xảy ra El Nino, hiện tượng khí hậu khiến bề mặt trái đất nóng lên. Hai nghiên cứu của NASA cũng cho kết quả tương tự với phân tích mới đây của cơ quan khí tượng Nhật Bản và trung tâm Hadley của Anh cho rằng 2014 là năm nóng chưa từng thấy trong lịch sử. Nhiệt độ đã tăng ở gần như mọi nơi trên trái đất trong năm nay, trong đó nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ nóng kỷ lục hồi mùa hè vừa qua. Kết quả nghiên cứu cho thấy khí thải gây hiệu ứng nhà kính do con người tạo ra chủ yếu bắt nguồn từ việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch đang vượt quá khả năng chịu đựng của trái đất và sẽ khiến nhiệt độ ngày càng tăng. Ảnh hưởng của tình trạng trái đất ấm lên là mực nước biển dâng cao và nhanh hơn, băng tan nhanh, đặc biệt khiến mực nước ở các sông hồ xuống thấp tới mức đáng lo ngại. Mới đây, mực nước của hồ nước ngọt lớn nhất thế giới Baikal nằm ở phía đông Siberia, nước Nga đã đạt đến điểm thấp nhất trong vòng 60 năm trở lại đây. Hiện tại, mực nước của hồ đã giảm 40cm so với năm 2013, đạt 456,09m. Nếu mực nước ở hồ Baikal sụt giảm xuống dưới mức 456m, có thể sẽ gây ra thiệt hại không thể hồi phục cho hệ sinh thái của hồ. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mực nước của hồ Baikal bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người gây nên. Đây có thể sẽ là một trong những thách thức lớn do biến đổi khí hậu gây ra mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỷ này.